cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về ván đánh trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 2 giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc đoàn thể tái mùa giải năm 2021 đến ngày 9 tháng 6 năm 2021. Xin kính mời các bạn cùng đón xem cuộc tranh tài đỉnh cao của cao thủ cầm đỏ Điện Tiên Trịnh Nhất Hoàng và bên đối thủ trong trận đấu này là danh thủ số 1 của kỳ đàn Trung Quốc, ngoại tinh lệ khách Vương Thứ Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Và sau tình huống cờ xe 6 thoái 6 về của bên đen thì trong thực chiến của trận cờ, bên đỏ cảm thấy không đủ lực để chơi tiếp, cũng đã phải buông cờ xin thua trước danh thủ số 1 của cái đàn Trung Hoa, ngoại tinh lệ khách Vương Thất, khi bên đen đã có một ván đánh quá hay trong trận đấu này. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip theo của kênh. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký, đón chào chương trình mới kênh trong tuần tới đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.